Chào anh em nhé, đây là mình nước đổ ải vào đây, mình đi đánh bộ máy 8 phép này, liền pin, lại combo 2-1 anh em nhé. Đấy, thì đánh máy đánh thì tổng hợp các loại cá này, cá chuối sộp này, cá chép này, cá rô đồng này, đánh liền rất đẹp anh em nhé. Đấy, con máy 8 phép này thì có thể vừa bộ và thuyền nhỏ được, đánh rất là ok. Đây mình vừa mới đi về đây, mình còn đeo đây. Bây giờ là 6:40 sáng này, mình đi hơn 1 tiếng tí. Đấy. Này chắc tầm khoảng 3 cân cá anh em. Đây còn máy đây. Combo 2-1 đây. Vừa pin liền kích này. Đấy. Các bác chỉ về và chỉ đấu dây cần là xong nhé. Đây dây ra vợt đây. Vợt cho em đây. Đấy. Chỉ đấu cần ra vợt, dây điện ra vợt là sao có bóp là xong này. Đấy. Còn đây thì máy thì các bác nhé, đây có đồng hồ hiển thị báo phone này. Đầu dương âm này, cái này thì có thể các bác dùng ví dụ không đánh cá nhá, thì các bác có thể dùng việc khác, ví dụ là thắp quạt này, chạy quạt ắc quy này. Đấy. Hoặc thắp bóng điện sáng nhá khi mất điện. Đấy. Đây hai đầu có bóp này, hai đầu nguồn này. Khi nào anh em về đánh tầm pháo này ra. Cắt nguồn thì nó ok. Đấy. Còn mặt bên này thì nó hai đầu ra vợt này. Một đầu chỉnh tần số mạnh yếu này. Công tắc chuyển chế độ này. Đấy. Nói chung là máy này rất còn như anh em nhé, còn vào 2-1 cho anh em dùng. Đấy, pin liền kích và chỉ đấu vật cần vật là chơi thôi, để cho anh em đấy, nhanh gọn, không phải mất thời gian công sức nào. Đấy, còn đây cần vật nó đi kèm của nó đây. Đấy, cần vật rút anh em nhé. Đấy, anh em rút ngắn lại thoải mái, để đi đường xa công an kia thì rút gọn vào. Là ok. Đấy. Và tiếp tục em gia công thêm máy cho anh em đây. Đức tải đang vào, anh em đặt máy bộ 8 phép rất là nhiều. Con này thì anh em có thể vừa đánh bộ này, đánh thuyền sông nhỏ ok nhé. Đây. Máy thì tên tuổi địa chỉ số điện thoại của em này. Ở đây thì còn máy câu hắt nước mặn nợ nhé. Con này 24 phép anh khách đặt này. Em đang hoàn thiện gần xong rồi. Đây, còn đây là 36 phép. Con này 12 này. Con này 24 này. Đây. Tùy theo yêu cầu của anh em thôi. Anh em thích chơi như nào thì cứ báo em. Thích chơi bộ chơi thuyền, chơi nước ngọt, nước nợ, nước mặn. Đấy, thích máy 12, 24V như nào thì cứ báo em nhé. Rồi xin chào các bác, chào anh em.